Xin chào tất cả các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong hai phần là danh sách nhân viên ạ. Module về user và danh sách vai trò là gắn quyền cho các cái nhóm trong cái hệ thống của mình. Thì ở đây mình đã giải quyết bài toán là gì? Phần danh sách nhân viên này. Các bạn đã thêm được cái user vào trong hệ thống và chọn vai trò cho user. Có thể chọn nhiều vai trò. Và phần danh sách vai trò thì các bạn đã gắn được cái mỗi cái vai trò ấy thì đóng vai những cái quyền gì trong hệ thống ạ, có những quyền trong hệ thống rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần phân quyền trong Laravel. Các bạn lên search cho mình Laravel nhé, authorization này. Rồi bạn kích vào cái link đầu tiên đọc của nó ấy. Thì để phân quyền thì mình phải đầu tiên phải tạo cái gate ạ. Đây ạ. Tạo một cái gate này các bạn nhé. Viết một gate này. Rồi bạn define một cái gate. Mình có cái video hướng dẫn các bạn về gate và policy cơ bản này ạ. Rồi. Mình sẽ copy một cái define gate này nhé. Bạn mở code này ạ. Ở trong doc thì nó nói rất là rõ bạn vào gì? App provider và auth service provider đúng không ạ? Để define một gate. App này. Provider. Và auth service provider. Ở đây mình sẽ define ra một cái gate có tên là đây. Mình sẽ define một gate nha, thuộc với cái màn hình các bạn để xem giúp mình nhỉ. Row này và web.php. Mình sẽ làm phân quyền cho màn hình, đầu tiên là màn hình list category các bạn nhé. Đây. Danh sách category này. Row get category sẽ index nhé. Thì ở đây mình sẽ có tên gate mình đặt là category. List nhá. Cái gate define này thì các bạn để ý nó nhận vào hai tham số, một là cái tên của cái gate đấy. Tên này thì các bạn đặt UQ nhá. Thì sau này nó biết chạy gate nào để chạy cái function callback ở sau này đúng không ạ? Thì ở đây mình chưa return cái gì cả. Rồi. Sau khi các bạn define cái gate này ra xong thì các bạn phải chạy cái gate này, thì ở trong doc thì nó hướng dẫn các bạn chạy cái gate bằng cách gì. Đây ạ. Auto action cái đây, viết một cái. Đấy nhá, các bạn để ý auto action đúng không ạ? Auto action này các bạn kích vào đây. Thì nó sẽ hướng dẫn các bạn là chạy gate dựa thông qua có thể là còn chân lơ đúng không ạ? Đấy các bạn để ý nha, gate mình sẽ kéo xuống dưới đây thì có một phần nó hướng dẫn các bạn ngoài thông qua controller helper này hoặc là qua model này, thì các bạn có thể thông qua một cái middleware để kích hoạt cái gate mình vừa define ấy. Thì ở đây bạn chỉ cần thêm tham số middleware vào cái router mình define ấy. Thì cái router này mình define thì mình có cái gate này, cái middleware nó nhận vào hai tham số, cái define cái middleware nó define cho bạn là kem rồi, và cái hai tham số thế sau nó truyền vào này thì các bạn đọc first argument đầu tiên là tên của cái action chúng ta muốn muốn ủy quyền này đúng không ạ? Thì mình chỉ quan tâm đến cái thằng đầu tiên thôi nhá. Các bạn code cho mình. Đây các bạn vào cái router mình muốn phân quyền này. Đây đúng không ạ? Bạn thêm cho mình cái tham số thứ ba. Đấy, thì ngay lúc đầu mình đã viết dưới dạng mảng này là mục đích là mình là phân quyền luôn ạ. Thì cái tham số thứ ba là gì các bạn biết được que nhé, dạng key value nhé. Đấy thì ở đây nó sẽ là gì, tên cái biết được que là Ken các bạn, và mình chỉ cần truyền vào cái tham số sau cái dấu hai chấm này, tên tham số biết được que, biết được que thì tên là Ken rồi đúng không, hai chấm này, cái tham số truyền vào update này là không phải update, cái này nó chính là tên của cái gate này các bạn nhé. Đây này, cái list này. Đấy, các bạn để cách mình làm một cái phân quyền. Rồi. Sau khi có cái middleware để kích hoạt gate này rồi thì đương nhiên khi các bạn chạy vào cái router này nó sẽ không chạy thẳng vào cái action index của Caret Controller mà nó sẽ chạy vào cái middleware này trước ạ. Và khi nó chạy vào cái middleware này thì nó sẽ kích hoạt cái gate define này đúng không ạ? Và nó sẽ chạy cái function callback ở đây các bạn nhé. Đây mình sẽ đi đi ra user các bạn xem.
Rồi. À, mình sẽ vào cái danh mục sản phẩm các bạn nhé. Kích vào đây là chính là cái row mình vừa vừa muốn biết được que đấy. Các bạn thấy không? Mình đã chạy vào trong và in ra cái user đang login vào hệ thống là Đỗ Viết Đức này ạ. Thì các bạn hiểu cái cơ chế của nó nhá. Đầu tiên các bạn phải define một cái gate cho mình này. Các bạn, cái gate này chưa chạy đâu ạ. Sau đấy các bạn phải để ủy quyền cái router này, đúng không ạ? Thì các bạn phải đưa cái middleware vào. Thì khi router này nó chạy đến cái gì? Xuyệt carry xuyệt này thì nó sẽ chạy cái action này. Nhưng trước khi chạy action này nó chạy cái middleware này trước và nó nhận thấy à phải chạy cái middleware này và nó tìm ra cái gate là carry list này. Trên hệ thống có carry list đây đúng không ạ? Thì nó sẽ chạy cái function callback này các bạn nhé. Thì ở đây là mình sẽ gì tên true false để xem là user có được vào cái action tương ứng còn trả lời không. Nếu là true thì được vào và false thì rõ ràng là không có quyền đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục các bạn nhá. Thì ở đây mình sẽ làm thế nào? Ở đây các bạn thấy mình có một cái user là instance của cái model user đúng không ạ? Đây app user này, model user đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ gọi đến một phương thức ở trong cái user thôi. Để check true false user nhá. Và mình gọi đến phương thức là check check permission nhá. Accept nhá. Có được phép truy cập hay không đấy. Rồi. Các bạn tạo cho mình cái phương thức này ở trong cái app user.php. Đấy. Thì mình đã new một cái user này rồi thì mình sẽ dùng được phương thức ở trong đây thôi đúng không ạ? Public function về cái user login vào hệ thống là nó đang là instance của cái model này mà các bạn. Rồi. Thì đây mình sẽ ví dụ gì tên Chu các bạn nhé. Tên Chu thì nó sẽ đến cái action kia đúng không ạ? Mình thử nhá. Các bạn thấy admin carry các bạn để lại xem mình xem lại tí nhá. Check permission. Sau đây các bạn ở đây mình phải return này nhá. Đúng không ạ? Kích bên kia return nên bên này phải return để mới biết được rằng là cái thằng get này nó return được true hay false. Ở đây user mình có return true này này. Rồi mình thử lại nhá. Các bạn thấy sau khi mình return true nó đã vào được cái màn hình carry list đúng không ạ? Và nếu mình return false thì chuyện gì xảy ra? Chắc chắn nó không vào rồi. Rồi đấy. Thì ở cái phương thức này mình sẽ check xem là user được hay vào không. Thì mình sẽ không gì đơn true vô đấy mà mình sẽ check bằng cái phương thức này. Thì để check permission đấy với một cái router bất kỳ thì cái cách là gì? Là các bạn phải làm cho mình hai bước. Tức là bước 1 là các bạn phải lấy được tất cả các quyền của user nhá. Lấy được này tất cả các quyền của user đang in trong hệ thống, cả các quyền của user đang login vào hệ thống. Mình đang check cái user đang login vào hệ thống mà. Và bước 2 là các bạn là so sánh giá trị đưa vào của router hiện tại xem có tồn tại trong các cái quyền mà mình lấy được hay không. Hay không đó. Rõ ràng tồn tại thì các bạn sẽ là true, còn nếu mà không tồn tại thì false đúng không ạ? Rồi. Đấy mình phải qua hai bước này bạn nhé. Thì trước khi qua một trong hai bước này thì các bạn để ý cho mình này. Cái user đang login vào hệ thống nha, mình phải xem lại user đang login vào hệ thống là cái user gì. Đây. Chính là mình là Đỗ Viết Đức này nha, là Đỗ Viết Đức này ạ, đây ạ. Và cái email của mình là vietduc122 đúng không ạ? a@gmail.com. Mình sẽ edit này. Nhấn vào edit các bạn thấy là mình đang gán được cái vai trò của mình là guest đúng không ạ? Là người không phải quản trị website mà là người thăm, tức là khách ở trong website này thôi ạ. Thì mình xem cái vai trò của guest này nhá. Thì các bạn nói xem này, thằng guest này nó không có vai trò được đóng vai trò là danh sách, không
không được xem danh sách menu đúng không? Thêm danh nghĩa, tức là nó không có một cái quyền gì trong hệ thống này. Do vậy là mình khi mình check phân quyền là mình sẽ phải thêm các cái mục này vào để check cho xem ok không. Mình sử là nó có thêm có sửa này đúng không? Có sẽ vào danh sách menu nhá. Và danh sách danh mục mình đang check là không có quyền vào. Dạ. Mình submit các bạn. Rồi. Như vậy là ở đây mình sẽ comment nhá. Để các bạn biết được là cái user đang login hệ thống đấy. User login hệ thống thì nó sẽ cái gì? Có quyền sửa này. Thêm này đúng không? Sửa. Danh mục. Và xem menu đúng không? Và quyền xem menu. Ở cái router mình đang tiến hành cái phân quyền này là nó sẽ không có quyền. Nếu nó không có quyền là ok. Thế này nhá. Bước 1 lấy tất cả quyền thì các bạn cho mình lấy cho mình là gì? Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái từ cái user login hệ thống, các bạn sẽ lấy ra được cái đây. User login hệ thống ấy, danh sách nhân viên này, các bạn sẽ lấy ra được các vai trò của user đấy. App user nó không tồn tại đúng không ạ? Ở đây mình đang làm ở đây, sau đây các bạn mình đang đô la đây. Rồi. Từ user login vào hệ thống đúng không ạ? Thì bạn sẽ lấy ra được các cái này, vai trò của user đấy. User với vai trò nó mapping với nhau với nhiều nhiều bạn nha, thì mình sẽ có gì? Row tất cả vai trò của user login vào hệ thống ạ bằng gì? Out. Các bạn đổi lên user. Và các bạn chọn phương thức trung gian cho mình để lấy ra. Đây các bạn vào trong cái model user này đúng không ạ? Đây rồi. Thì mình có phương thức trung gian là row đúng không ạ? Bạn nào mà chưa hiểu cách mình lấy row kiểu chọn phương thức trung gian này thì các bạn xem lại cái phần Eloquent gì lên ship mình hướng dẫn này nhá. Đây mình sẽ đi ra cái row cho các bạn xem. Ở đây mình đang xem ở màn hình nào đây ạ? Ở đây đi ở user đúng không ạ? Thì các bạn phải vào cho mình cái danh sách danh mục này nhá. Đấy. Đây đi qua middleware mà mình đang viết ở middleware đó. Rồi, thì các bạn thấy là mình đã lấy được cái quyền của user này là get đúng không ạ? Rồi. Thì cái router row này thì nó có thể có nhiều quyền, cho nên mình phải làm cái việc gì ạ? For each các bạn nhá. For each cái gì? For each cái row này. Cái row này nè. Và AS đi. Role nhá. Và mỗi lần khi các bạn lấy được một cái role item này là cái instance của một cái role đấy, của cái này này, instance của cái model này đúng không ạ, thì các bạn lại chọn cái phương thức trung gian permission này để lấy ra cái permission của cái role đấy đúng chưa, và các bạn so sánh xem là nó có chứa cái quyền mà mình đưa vào hay không. Ở đây mình sẽ lấy tiếp nhá. Bằng cái gì? Bằng role. Chọn đến đây các bạn nhé, phương thức trung gian là permission quest nhé. Rồi. Đây mình sẽ đi permission cho bạn xem. Đây với ông get nhé, các bạn thấy nó sẽ lấy được đấy ba cái quyền này. Đầu tiên là gì? Thêm danh mục ạ. Thứ hai là sửa danh mục ạ. Và thứ ba là đây, danh sách menu đấy, đúng như lúc mình gán. Ok nhá. Thì khi lấy được cái quyền này thì các bạn để ý cái key của nó này. Nó có một cái key là gì? Để mình check phân quyền, đó là key code này. Như vậy là khi mà các bạn lấy được thế này, các bạn biết là rằng cái thằng permission này nó sẽ có gì? Leave menu này. Được chưa? Cái edit category này và add category. Nó có ba cái add, list menu và cái edit category đúng không ạ? Rồi và mình sẽ dùng cái đây, trước khi check phân quyền thì các bạn vào lại cái auth switch provider cho mình. Và các bạn truyền lại cho mình cái hàm user check permission này ở cái màn hình define xem có vào được category hay không. Thì bạn xem menu cho mình nhá. Vào cái phần permission này.
bạn thấy rằng cái màn hình danh mục sản phẩm này, danh sách danh mục này đúng không ạ, thì nó là key code của nó là lead calorie, và mình sẽ truyền cái key code này lên đúng không ạ. Cái này là cái để định danh cái màn hình này, cái router này. Rồi thì mình sẽ truyền cái này lên và mình sẽ nhận được ở trong cái này đúng không ạ, mình sẽ có permission check đúng không ạ. Rồi khi có bên mình sẽ check thì mình sẽ làm cái gì ở đây, là mình có tất cả cái mission này thì nó sẽ là bao gồm không phải mình cần thằng lead calorie mà nó sẽ có còn gì add edit và lead menu đúng không ạ. Ở đây mình sẽ dùng cái permission này, nó là mã collection mình lấy được này, quyền đúng không ạ. Mình sẽ chọn đến phương thức content các bạn nhé, helper ấy có add nhé, và mình có key là gì. Đấy, bạn xem key của nó chính là mình so sánh trong cái bản ghi, các cái bản ghi này mình sẽ so sánh nhá. Có thằng nào có key code, có thằng nào có key code bằng cái thằng mình chuyển lên hay không, đúng không ạ. Thì mình sẽ đưa cái này vào if các bạn, điều kiện nha, cái này trả về true đúng không ạ. Nếu có thằng nào key code mà trùng trong cái permission này, có thằng nào key code mà trùng với thằng permission check mình chuyển lên thì mình sẽ return là true. Được ạ. Và các bạn nhớ đây là mình for each ra nhiều cái row này đúng không ạ. Sau khi một cái row đầu tiên mà nó không return true mà đến cái row thứ hai nó return true thì nó vẫn là return true nhá. Vì một cái user thì nó có thể vừa là get, sau này nó có thể là admin đúng không? Nó có nhiều đóng vai trò, nhiều vai trò trong hệ thống của mình mà. Các bạn để ý cái vấn đề đấy nhá. Nếu mà for each cho tất cả các row mà không ok thì mình sẽ gì? Thì tân phô thôi. Rồi. Đây nha, mình đã xong hai bước rồi các bạn nhá. Này mình có bước hai lên đây. Rồi các bạn thấy là có quyền add sửa danh mục và xem menu thôi đúng không ạ? Cái ông user login hệ thống ấy. Rồi, mình sẽ reload lại cái màn hình này. Các bạn thấy không? 403 user không được phép vào đúng không ạ? Và nếu mà user này mà mình màn hình edit mình cho phép vào đúng không ạ? Danh mục sản phẩm này không được phép vào này. Và phần menu này thì mình đang được cho phép nó vào đúng không ạ? Nhưng ở đây mình chưa gắn phân quyền các bạn nhé. Thì mình sẽ làm nhanh. Mình define thêm một cái gate nữa. Các bạn để ý mình làm nhé. Ở đây là gì? Mình define là menu list đúng không ạ? Và cái tên định danh của cái menu list này là, các bạn để ý này, menu list, danh sách menu này là list menu ạ. Rồi mình sẽ thêm này vào, được chưa. Và cái này mình phải đưa vào middleware, vào cái row web này, mình tìm đến phần menu đây, menu list đấy ạ. Và mình thêm một cái middleware này nữa nhá. Đây mình sẽ copy từ thằng này xuống Ctrl C nhá, các bạn copy xuống phần list menu và thêm cho mình cái menu list ạ, vào sau cái ken này. Rồi như vậy khi vào màn hình này nó sẽ kích hoạt cái này và nó check cái function này. Thì list menu mình vừa rồi mình gắn quyền là ông này ông có quyền xem menu ạ. Nếu mà nó xem được thì là chính ok đó. Menu các bạn. Thế các bạn thấy vẫn xem bình thường này, đúng không ạ? Kích vào nó không bị. Nhưng nếu mình quay lại cái danh sách vai trò này, mình cái thằng get này này, của ông này mình bỏ cái phần phần danh sách menu không được phép xem đi ạ. Mình update nhá. Và mình quay lại cái màn hình menu kích vào. Các bạn thấy không? 403 git author tức là không được xem. Rồi tất cả các màn hình khác các bạn phân quyền thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như cách mình đã làm. Define một cái gate, sau đấy buy middleware, tên middleware vào trong cái middleware đúng không ạ? Truyền cái tham số tương ứng từ database. Bạn phải nhớ trùng với cái key code này nhá. Và sau đấy check xong trong cái mảng phân quyền của mình. Cái hàm này thì mình viết dùng một lần thôi ạ. Là đã dùng được với nhiều màn hình khác nhau rồi. Mình lấy được tất cả các row và mình check xem là cái key code của mình truyền lên có trùng trong cái row mà mình, cái vai trò của user hay không. Nếu có thì mình chỉ tuân true và không có thì tuân false. Rồi ok các bạn, thì cái video này mình xin phép tạm dừng ở đây nhá.
Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu cái việc phân quyền này. Cảm ơn các bạn.